con người sẽ dĩ trải qua ngày tháng khổ như vậy khổ hiện tại không xem là khổ khổ ở tương lai mới thật là khổ đời sau đến nơi nào vậy súc sanh ngạ quỷ địa ngục đây là thật khổ chúng ta ngay đời này nhận chịu không đáng giàu đâu đời sống có khốn khó hơn cũng không xem là khổ trên kinh lăng nghiêm nói thời kỳ mạt pháp chính là nói cái thời đại hiện đại của chúng ta tà sư nói pháp nhiều như các sông hằng tà sư là gì tà sư nói ra pháp hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật thí dụ trong xã hội ngày nay có một số người lưu hành một cái quan niệm tham dục tham dục mới là sức mạnh chủ động xã hội tiến bộ cho nên khích lệ người tham dục giúp người tham dục xã hội mới có tiến bộ. Loại quan niệm này, loại cách nói này, chính là trên Kinh Phật nói, Tà Sư nói Pháp nhiều như các sông hàng. Đây là sai lầm. Trên Kinh Phật nói, tham dục, đòa còi ngạ quỷ cho nên người Trung Quốc thường nói Người chết rồi đều đi làm quỷ Lời nói này là không đúng Sáu cõi luân hồi Làm sao bạn biết được người chết rồi thì đi làm quỷ Tại vì sao họ không làm trời Thế nhưng tỉ mỉ mà xét nghĩ Lời nói cũng không phải không có đạo lý Vì sao vậy? Tâm tham nhiều Tâm tham nhiều thì đọa ngạ quỷ Thế gian này mấy người không có tâm tham tham danh. tham tài, tham sắc, ham muốn năm dục sáu trần, thậm chí học Phật rồi thì tham Phật, bạn thấy có đáng lo hay không? Tham thích Phật pháp, cái gì phải nên biết, không phải dạy bạn đổi đối tượng tham. Tham Phật cũng là tham Cũng phải là đi làm ngạ quỷ Phật không cho phép tham Ở trên Kinh Phật nói được rất hay Pháp còn nên xả Huống hồ phi Pháp Lời nói này chính là nói với chúng ta Phật Pháp cũng không được phép tham Các vị Pháp Sư trẻ tuổi Ở nơi đây học giảng Kinh Nghĩ tôi học được càng nhiều càng tốt là tham Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta Một môn thâm nhập Kinh điển tuy là nhiều Ta học một thứ, hai thứ thì là được rồi Không nên tham nhiều Cũng giống như Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Thiệt tại đồng tử 53 tham Các vị xem thấy 53 vị thiện trí thức bạn xem người ta thật là khiêm tốn vô lượng pháp môn họ nói tôi chỉ biết một pháp môn này tôi tu học cái pháp môn này các pháp môn khác tôi không biết và đi tỉnh giáo với những người đó họ biết được nhiều hơn so với tôi mỗi mỗi đều là chính mình khiêm tốn như vậy tán thán người khác đây là làm ra tấm gương cho chúng ta xem Ngày nay chúng ta mê hoặc điên đảo Hy vọng cái gì, mọi thứ đều thông Cho dù các vị học pháp gì Đến chỗ của ta thì được rồi Không cần phải đi hỏi người khác Cống cao ngã mạng Như vậy bà trụ trì Phật Pháp Làm được náo nhiệt hơn Chết rồi vẫn là đọa ba đường Không ra khỏi ba cõi Không sanh được cõi trời Nhất định phải hiểu cái đạo lý này Cho nên đồng tu chúng ta Hôm nay tôi nghe Cư sĩ Lý Văn phát nói với tôi Lớp bồi dưỡng của chúng ta Chính là phía Trung Quốc hợp tác với chúng ta Đại khái khoảng tháng 10 khai giảng Hiện tại họ đang tìm một nơi trốn Đã bàn bạc cũng sắp gần xong rồi tôi nói với ông ấy tôi làm cái lớp này bốn học trò vô một lớp bốn người trong phật pháp gọi là một chúng chính là một tăng đoàn chúng ta mở mười lớp mười lớp ba mươi học trò mười vị thầy các vị hiện tại tương lai đều làm thầy một người dẫn ba học trò cùng sống chung với ba học trò này thầy trò bốn người cùng ở chung một vật, cùng sử dụng một phòng học. Học một bộ kinh. Phải làm cho ba học trò này mỗi một người đều đem bộ kinh này giảng được tốt. Phải dạy họ ra đề giảng mỗi mỗi đều giảng tốt, cho nên tôi nói với ông ấy, tôi cần 10 cái phòng học. Phòng nghỉ của các học trò cũng phải 10 cái. Chúng ta như vậy mới có thể làm được thành công. Ngoài ra, có một giảng đường lớn. Giảng đường lớn là khóa một chung. Khi cùng giao lên lớp, chúng ta 40 người cùng tụ hội lại. Khi học thường ngày, thì mỗi nhóm có phòng học riêng. Số người nhiều thì phòng học phải nhiều. Đây là phương pháp giáo học của chúng ta. Đây là chỗ khác nhau với Phật học diện thông thường. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Nhất định phải lìa dục. Lìa dục mới có thể thâm chánh niệm. Tịnh huệ tu phạm hạnh Phạm là Ý nghĩa của thanh tịnh Đây là Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Tâm thiện Ý niệm thiện Chính là tư tưởng thiện Hành vi thiện quyết định không xen tạp chút nào bất thiện vì mới gọi là phạm hạnh